Theo các bạn, tận cùng của nỗi nhớ là gì? Tận cùng của nỗi nhớ, anh có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, anh chỉ nghĩ về mình em thôi. Là những mặn mòi mối mận mà Will và Hân Sara đã dành cho nhau. Hoặc đơn giản hơn là bạn nhận ra ngày công chiếu cái video này là ngày sinh nhật người yêu cũ của bạn. Quyết sống không hận đời không nể, ăn chơi mà quá thể thì về tường nhà hết drama. Không, tận cùng nỗi nhớ đối với tôi chỉ có tiền. Nỗi nhớ về cảm giác ngày mà tôi cầm cọc tiền được lì xì nóng hổi trên tay, mà nay nó đã chuyển hóa lại thành một dạng trông lạ lắm. Một dạng mà đến hai lần tôi đã mượn mặt bạn mình để nhắc tới, hay còn được gọi là mai túi nhựa. Ngồi lặng thầm trong công phòng u tối với đôi mắt u mờ, tôi nhìn vào hư không. Với chiếc điện thoại trên tay vẫn đang bật sáng và nhấp vào chữ đặt hàng. Đâu chứ, tôi cũng đâu có muốn đâu các bạn. Nhưng cuộc sống mà. Rút kinh nghiệm từ những lần ra vào dầu sôi lửa bỏng như gói mì tôm, tôi mới nhận ra một bài học. Thứ hạnh phúc duy nhất đó là cơn đói trẻ mỏm vào cuối tháng nhưng vẫn mua được món hàng mình thích, chứ không phải là tin nhắn cảm ơn, chúc mừng sinh nhật của người yêu cũ. Tuy nhiên, nó lại không phải là con hàng hôm nay mà tôi review. Những gì mà tôi vừa trình bày là nỗi lòng của tôi suốt mấy tuần qua. Toàn thật rồi bố em mà. Long phận sắp thành long shipper rồi, chạy chỏng vó đi mượn từ người này đến người kia chỉ để có hàng để mà review. Nhưng ít ra thì tôi cũng mượn được vài con mình thích để review. Nó mới máu. Nên nếu được thì các bạn khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, xoay cái màn hình lại, nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho tôi cái nhé. Ok, let's go. Thật nhé. Thế 88168814888126603 là cái gì? Tôi nói thật nha, nếu các bạn hỏi tôi: anh ơi, con 8816 có đáng chơi không? Anh ơi, con 8814 có chơi không? Anh ơi thì tôi sẽ ví nó giống như cái việc bạn đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi, rồi bạn đọc mã code sản phẩm xong hỏi nhân viên bao nhiêu tiền, có tốt không, kiểu như vậy á. Nên là làm ơn u là trừ me me mận vải các thứ. Hỏi cái gì ghi cái tên ra giùm tôi. Tôi chơi cái môn này 8 nồi bánh chưng rồi mấy bạn. Mắt thì yếu, tóc còn phải nhuộm xanh cho giống mấy em xinh tươi tuổi 18 để che đi cái phần tóc bạc, các bạn thông cảm nha. Về cơ bản, sau những lùm xùm về bản quyền với thằng Bandai thì hãng mô hình lâu đời Daban đã lăn mình trở bánh, khi như bó gạc này giờ chuyển thành hộp trắng, hộp xanh đen kèm những con số mã sản phẩm như trên để tránh bị kiện bản quyền. Và sản phẩm hôm nay cũng là một trong số đó. Về nguồn gốc, theo manga thì mẫu Astrea là một mobile suit Gundam chính gốc được sản xuất bởi Celestial Being và thậm chí còn có mặt trước khi có Idol Exia ra đời, gồm hai bản là Astrea và Extra thay F. Và con màu đỏ này được phi công Phone Spark sử dụng như một bản thử nghiệm của Exia sau này. Trong cuộc chiến, Phone Spark luân phiên sử dụng 3 mẫu Astrea thay F, Sadansu thay F và Erbilun thay F. Tại vì lúc đó chỉ có một cục GN duy nhất thôi các bạn, thay nhau mà xài. Chữ thai F viết tắt cho Forrester. Nhóm này sinh ra và hoạt động ngầm nhằm hỗ trợ cho Celestial Being. Và lý do Astrea đeo mặt nạ cũng là một trong số đó, tránh tiết lộ thông tin. Vì trước khi có tụi Thorn sau này thì trái đất chỉ mới ghi nhận 4 Gundam mà thôi. Và còn rất rất nhiều thông tin thú vị khác mà tôi và ông Đạt đã trao đổi với nhau. Thật luôn, lần nào nghe ổng kể chuyện cũng bị cuốn ấy. Các bạn muốn thì có thể tham khảo qua đầu truyện manga 00F nhé. Như đã đề cập, giống với mẫu Daban Power Red lần trước mà tôi đã review thì mẫu này cũng chỉ có box và mã số, không có box art. Tuy nhiên, nó lại là một lợi thế khi sử dụng hộp khá to. Bạn lắp xong, đem đi bỏ luôn cái hộp cho đỡ chật nhà, vì có đáng gì đâu mà giữ. Mình cần phải nói qua về nhựa một chút của mẫu này. Thời điểm mẫu này ra mắt là vào năm 2021, nhựa của Daban đã có sự cải tiến đáng kể chứ không phải là những sản phẩm hắc lại như đúc giống những năm trước đó. À mà thật ra thì nó cũng đúc ra mà nhỉ. Thôi kệ. Nói chung là nhựa nó tạm chấp nhận được chứ không tới mức mà tôi phải lóng, phải chửi. Đặc biệt là sản phẩm cũng đã được Undergate giấu kẻ xuống mặt dưới
nên rất tiện cho quá trình lắp ráp. Phần màu sơn thì cái phần sơn gon này giống hệt như cây đại kiếm, và màu đỏ được sơn như là con Daban Sanzabi bản Metallic. Nói là Metallic cho sang mồm thôi, chứ thật ra cái này là màu candy, và đặc biệt là màu này sơn bằng ATM được. Công thức đây nhé, các bạn có thể tham khảo. Hơn nữa là hãng sơn khá lỗi, màu không đều và bị trầy ở phần mép nhựa. Cảm giác mang lại nó là hàng công nghiệp. Đặc biệt là các bạn biết tính tôi rồi đấy, tôi rất là ghét màu Metallic. Clear của Raban thì thôi, 10 năm như một, không có gì cải tiến. Và đây là Astrea TF của Raban, một mẫu mobile suit tiền thân của Exia. Và để so sánh thì một số chỗ có thể chỉ ra để phân biệt hai mẫu này là phần đầu, phần vai, mã chân, hai váy trước và váy sau thì Exia có thể di chuyển được, còn Astrea thì không. Bộ giải phóng hạt gen cũng khác nhau, và điểm mình rất thích của con Astrea đó là nó có thể mở ra như thế này. Lúc này thì cái lọ ở giữa cũng sẽ chạy ra theo, trông rất là thích luôn ấy. Và hơn thế nữa, Astrea khoác lên mình một màu đỏ đặc trưng kết hợp với tông màu xám và vàng cùng với khuôn mặt màu trắng là điểm nhấn. Nói là thiết kế của Daban, vì thiết kế gốc thì vẫn là của Bandai mà thôi, nhưng Daban đã dựa trên con Metal Build và cải tiến lại, chứ không phải là con DBRR Master Ray. Tuy không có những đường cong sắc sảo như là con Metal Build, nhưng Daban Astrea TF cũng đã sở hữu cho mình một form người rất đẹp. Chi tiết thể hiện vuông vức, gồ ghê nhưng không hề bị thô thiển. Nó gai góc nhưng mà ở mức chấp nhận được. Thiết kế mới mẻ chứ không có như con Seven Sword của MGH. Nhìn chả khác mẹ con Super Robot cả. Về biên độ cử động, do được nhái theo form Metal Build nên sản phẩm nhờ đó cũng thừa hưởng khá nhiều, như là các khớp ở tay, vai, chân và co chân. Đặc biệt do đặc thù giáp hông tiêu biến và không có các dây dẫn hạt gen ở vai nên biên độ cử động cũng được nâng lên đáng kể. Phải gọi là cái thiết kế của Exia Bandai là con gà đẻ trứng vàng, vì trong khi thiết kế được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008, nhưng cho đến nay năm 2022 chưa bao giờ lỗi thời. Không phải tự nhiên Bandai lâu lâu lại đẻ ra thêm một form hay là một scale khác của Gundam Exia đâu. Vì còn làm thì người ta còn mua. Tuy nhiên, nên nhớ đây là con hàng của Daban nên sẽ có rất là nhiều điểm chết dở. Ví dụ như phần cánh tay chỉ co hơn được 90 độ một xíu mà thôi, khá là kém. Phần đầu trong suốt quá trình chơi sẽ bị rơi ra liên tục do PC không đủ chắc. Và món ăn đặc biệt của tụi Exia Model Kit luôn gây đau đầu cho người chơi, đó là khớp mắt cá chân. Má cái bàn chân. Nhìn nè, cái bàn chân có khác gì con MG Exia đó. Khớp nó lỏng, rất lỏng. Do thiết kế khoang chứa PC trống khá là nhiều, không giữ được cục PC cho nó yên một chỗ được. Fix cái này cũng khá là dễ thôi, vì cơ bản cái khoang nó bị rộng nên nó lỏng, chứ không phải PC lâu ngày không đụng mà tự động automatic lỏng như là con hàng nào đó. Cách chữa lỗi thì các bạn sử dụng sơn móng tay bôi cho cái khoang này nó dậy lên một xíu là được. Ở bản Daban thì phần vai và mặt đã được thêm một xíu màu tím đỏ vào đó, và tôi cùng thằng Cố Hậu Minh cũng đã đồng tình rằng cái màu này nó như bùi, vì con Astrea gốc làm gì có màu tím. Cái này Daban tự chế thêm thôi. Thêm một cái nữa, việc phối thêm màu vàng gold khiến mình khá là tức mắt. Thà để cái màu lông chuột 020 của Gaia chứ tự phối thêm tách màu tự phát như này thì mình không có đánh giá cao. Nếu Astrea là cô gái da trắng tóc vàng xinh đẹp thì bộ phụ kiện của nó chắc chắn là 10 diễn viên còn lại. Vì là mẫu mobile suit hỗ trợ cho nhiều nhiệm vụ khác nhau nên vũ khí của Astrea cũng đa dạng không kém. Và đương nhiên nó cũng có cái hay riêng, chứ không phải là làm cho vui, làm cho có, làm kiểu chấp vá đâu các bạn nhé. Đầu tiên là phần mặt nạ tên là Sensor Mask, gắn phần kính đen này vào, sau đó cố định bằng phần cằm màu tím như sau để che đi phần mặt nạ Gundam bên trong. Và thêm một thông tin mình đọc được khá là hay, đó là Sensor Mask bị phá hủy thì Astrea sẽ giết tất cả mọi người xung quanh trên chiến trường để bảo vệ bí danh và thông tin của nó. Và mẫu Astrea TF thứ hai được Phong sử dụng thì không cần phải che giấu nhân dạng Gundam của nó, nhưng vẫn sử dụng mặt nạ để nâng cao khả năng cảm biến của mình. Về phần vũ khí đầu tiên, đó là GN Hammer, có thiết kế là một chiếc chùy và cũng là vũ khí yêu thích của pilot Phong Spark, giúp anh ấy trở thành một thằng điên chính hiệu. Để dùng thì bạn gắn thêm hai bắc màu gòn vào như này. Vì thanh nói là một cọng kẽm nên bạn dễ dàng co, uốn, tạo được nhiều động tác cực kỳ uy lực.
Bạn có thấy cái chỗ này không? Vì sử dụng lại runner cũ của Avalanche Exia nên Exia Daban cũng sẽ có thêm 4 cái chốt cũ như thế này. Tháo nó ra, thay chốt mới vào, và đây sẽ là chỗ lưu trữ của GN Hammer. Vũ khí thứ hai đó là GN Beam Rifle, một khẩu súng bắn beam cơ bản như các mẫu mobile suit khác, lấy năng lượng từ các dây dẫn hạt GN được dẫn qua phần cánh tay. Để kết nối thì bạn ghim nó vào phần tay qua một cái chốt như thế này. Do chốt Daban làm khá là chắc trên các mẫu nên việc kết nối vũ khí bạn chỉ cần trượt nó vào ở phần lỗ ở tay như thế này là được, không nhất thiết phải cho Gundam cầm nắm bằng tay. Vũ khí thứ ba đó là beam saber. Khác với Exia, thay vì 4 cái beam thì Astra chỉ có 2 cái beam thôi. Nhưng Daban vẫn cho bạn 4 bưởi beam saber như thế này. Và các bạn biết mình thích lưỡi dẹp như thế nào rồi đấy. Bạn nào chưa biết thì xem qua video Exia 4x1 đã trình bày. Vũ khí thứ tư là GN Beam Pistol. Và nếu các bạn thấy nó quen quen thì đúng rồi đấy. Nó là cặp súng ngay dưới chân của Gundam Dynamax, hay tôi hay còn gọi trên stream là Dynam. Một mobile suit Gundam Genji, Gen 2. Bật nắp và bạn có hai cặp súng lục như sau, và mình cực kỳ thích Gundam có súng lục như này luôn. Thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp. Và Daban cũng đã thiết kế lại cho nó khác so với bản của Bandai MG và Bandai Metal Build, nên đây cũng sẽ là một sản phẩm đáng để sưu tập. Vũ khí thứ năm đó là Hand Missile. Nếu GN Beam Pistol là vũ khí của Dynam thì Hand Missile chính là vũ khí sau này mà Kyrios sử dụng. Hai khẩu súng phóng tên lửa và 6 nòng súng để xả hàng, hoặc nếu không thích cầm tay thì bạn được cho cái chốt như này, ghim nó vào chân của Astria và hỏi em nó rằng tối nay em thích nằm trên hay là nằm dưới. Thứ 6, NGN Bazooka. Giống với Gundam Astray Blue Frame Full Weapon của Gundam Seed thì đa vũ trụ Gundam luôn tồn tại một thằng cục súc phát theo hai khẩu đại bác nhét kẹo vào mồm đối thủ. NGN Bazooka, chữ N trong tên của nó viết tắt cho No, và như gợi ý nó là một loại pháo cầm tay, không phải là súng hạt GN cầm tay thông thường, được phát triển bởi lực lượng Liên đoàn Trái đất ESF. Nó được sử dụng trong các chiến trường với khả năng phá hủy vật lý khi các vũ khí sử dụng năng lượng hạt beam trở nên vô dụng trước tường Ifield. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, NGN Bazooka có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm pháo vật lý, tên lửa GN hoặc thậm chí là bắn beam shot theo chỉ định. Và sản phẩm của Daban nó không đơn thuần là hai khúc nhựa mảnh ghép lại với nhau đâu. Sản phẩm lần này của Daban cũng có thể di chuyển một số chỗ cũng như tay cầm để thuận tiện cho kit cầm nắm hơn. Đặc biệt là bạn có thể tháo rời băng đạn để lộ chi tiết viên pháo bên trong, nhìn rất là hay. Let's do this. Thứ 7, Proto Zensor. Cùng một vũ khí nguyên mẫu được sử dụng bởi Gundam Astrea, cái con màu trắng ấy. Nó là một lưỡi kiếm vật lý lớn được bao bọc bởi các hạt GN, có cả hai đặc tính của một thanh kiếm beam saber và một lưỡi kiếm vật lý cực kỳ sắc bén. Thứ sau này đã được phóng to lên và trở thành Zensor của Gundam Axia. Ở bản Daban thì bạn được cho một cặp như thế này. Để kết nối thì sử dụng phần chốt được cho đi kèm như sau. Ghim nó vào, khóa chốt lại là xong. Một tay, một kiếm có thể chẻ đôi mobile suit. Thế hai tay, chắc chắn Astria sẽ chẻ kẻ thù ra hàng trăm mảnh. Chủ nhật, thứ 8, GN Twin Ball Blade. Cái chữ đọc cũng lẹo lưỡi luôn á. Hai đũa đao lớn được kết hợp như thế này. Và màu được sử dụng rất đẹp, gồm đỏ, xám và màu kim loại mờ. Cảm giác cầm rất là sang các bạn ạ. Tôi thích cái màu kim loại này lắm luôn á. Cái màu nó kim loại nhưng mà nó có nhũ đồng á. Về thông số thì nổi cái việc tôi tìm tên của nó thôi cũng khó rồi, nói chi là thông tin. Bạn nào có thông tin của thanh này thì comment xuống dưới cho tôi biết nhé. Nói chung cây này ít thông tin lắm. Tôi chỉ biết là cái cây này được con Gundam Exia cầm, Exia Valan á, nó cầm. Sau đó cái con Astria này sau này cái nó lụm được cái bộ Avalon, rồi nó mượn luôn cái cây này của con Exia sơn là màu đỏ. Tăng đam. Lưỡi dao này có thể được dùng như một cây đao lớn hoặc tách ra làm đôi thành hai thanh ngắn hơn như sau. Phần lõi của thanh đao là hai thanh Proto GN Blade như thế này. Như khi xem trên review thì mình thấy nó có thể được tháo ra và dùng riêng thành một cặp rất là dễ. Nhưng khi lắp xong mình tháo mãi nó cứ không ra, trừ khi phải tách đôi cái thanh GN Blade này ra thôi. Nhưng mà tôi lười, các bạn thông cảm nhé. Thứ 9, GN Launcher. Cây này tôi nghĩ các bạn khá là quen rồi luôn ấy, đúng không? Từ Metal Build, Non-Ray cho tới Hobby Star cũng đã có cây này.
Tuy nhiên, ở cây đa ban sẽ có đặc biệt hơn cả. Vẫn như cũ ở khớp sau để ghim vào cái anten ở trên cổ của Astrea, và tay cầm thì có thể xoay qua và xoay lại. Đặc biệt hơn cả là phần nòng súng. Đây, các bạn nhìn nha, phần nòng súng trên có thể được trượt ra như thế này, và phía dưới thì có thể trượt xuống, mở rộng nòng pháo ra bên trong, trông rất là đã luôn. Sẵn đây thì mình cũng có cây của Hobby Star ở đây. Đây, chả có gì cả. Độ chi tiết màu của Raban thì cũng được tách thành hai màu là màu xám và đen, không đơn điệu một màu đen như là cây của Hobby Star. Hobby Star có thể đỉnh về nhựa và body hơn Raban, nhưng vũ khí thì mình đánh giá còn của Raban tốt hơn. Món cuối cùng, vũ khí thứ 10, cũng là món đẹp nhất của ngày hôm nay, Zen Seal. Phần khiên được thiết kế khá là ngắn, vuông vức hơn so với bản của Axia, và không chỉ kéo được sang hai bên, nó còn nhái theo bản Metal Wheel của Astrea màu đỏ của Bandai, khi có thể bung tỏ theo hai chiều trên dưới và bên hai bên hông, trông rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nếu như bạn nào có xem clip Axia 41 Moco của tôi đã review, có đoạn tôi bảo các bạn cái khiên này chỉ có tác dụng khi 4 hay là 8 cái, thì đây, đã ban cho luôn một dàn 8 cái khiên cùng với 8 cái chốt nối. Cầu gì được nấy, tôi ngồi tôi ráp muốn trĩ ra luôn các bạn ạ. Nhưng thành quả thì thôi, ưng lắm. Kết hợp thêm 8 chốt nối, đa dạng và linh hoạt. Bạn uống, bẻ, duỗi, vân vân và may, kiểu nào cũng chơi được cả. Tạo 7749 kiểu dáng đi thi Gundam Next Top Model cũng được. Và tổng cộng 10 món vũ khí thì cái khiên là cái tôi ưng nhất. Rất đẹp và cũng rất là dễ chơi. Đúng kiểu Bandai chế thêm ấy, chứ trong truyện làm gì có kiểu bung tỏ đẹp như thế này. Và đó là xong bài review. Sao? Ok chưa? Lý do mình skip khá là nhanh đoạn biên độ cử động, tại cơ bản nó y chang con Axia thôi các bạn à. Không có gì thay đổi lắm. Mà Axia thì kênh mình cũng đã có review rồi, nên có gì các bạn có thể xem lại nhé. Lý do tiếp theo là tầm tháng 4 này Bandai sẽ có Astrea phiên bản MG, nơi mình đã nói sẵn phần giới thiệu cũng như vũ khí trước, để tới khi tôi cầm cái cục rác ở trên tay á rồi review để các bạn đỡ mơ ngỡ. Đá ban Astrea TF có đáng chơi. Theo tôi, nó là một sản phẩm đáng để trải nghiệm. Tách màu ổn, nhựa tạm chấp nhận được chứ không tới mức quá tệ. Không như con Avalan Axia bản cũ đâu nhé. Thùng rác di động. Bộ đồ chơi hàng họ của nó thì như là thập luân của Sanchi. Nói thật, trong cái tầm giá lúc mới ra là 650.000, tới thời điểm hiện tại giá của nó là 1 triệu. Một con hàng Trung Quốc thế này thì cũng đáng để thử, đáng mua. Còn giá cao hơn thì tôi xin được phép chê mãnh liệt. Và giờ mình là Long Phẫn của kênh Greenblind Debut VN. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếp thêm sức mạnh mì tôm cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Các bạn còn chờ cái gì nữa? Hết bài review rồi. Cũng vừa kịp lên lịch công chiếu sang ngày 23 tháng 2 rồi nhỉ. Chúc Vân Anh sinh nhật vui vẻ nha. Tuổi mới nhiều thành công nha. Cái này không có trong kịch bản. Đúng là không thể cùng nhau đi tiếp thiệt, nhưng mà cũng cảm ơn đã là một phần thanh xuân của nhau. Một lần nữa cảm ơn về tất cả mọi thứ.